mọi người. Ngày hôm nay mình quay trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới, đó là sống chay và ăn chay. Mình thì mới chuyển sang ăn chay được từ tháng 1 năm nay thôi, nhưng mà trong vòng 4 tháng vừa rồi mình học được rất nhiều và tiếp nhận được rất nhiều thông tin mà mình rất háo hức để chia sẻ với các bạn. Trong series lần này mình sẽ giới thiệu ăn chay là như thế nào, tại sao chúng ta nên ăn chay, phân tích kỹ lý do đó, động lực ở đâu mà mình chuyển một phát một sang ăn chay như vậy, và cách để tất cả mọi người đều có thể chuyển sang ăn chay một cách dễ dàng và vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng. Mình sẽ bắt đầu với câu hỏi tại sao mình ăn chay. Có rất nhiều lý do tại sao chúng ta nên ăn chay và mình đã gom lại thành một nhóm chính. Nhất đó là về môi trường, thứ hai là về động vật, thứ ba là về sức khỏe của con người, thứ tư là một vài vấn đề xã hội khác. Và mình sẽ có video chia sẻ cụ thể hơn về những lý do này, nhưng trong video lần này mình chỉ muốn đưa ra một cái nhìn khái quát nhất để mọi người hình dung sơ bộ về những lý do trên. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với lý do thứ nhất về vấn đề môi trường. Khí thải nhà kính ai cũng biết đó là lý do chính dẫn đến việc nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu mà chúng ta ai cũng cảm nhận được từng ngày. Mùa hè năm nay thì nóng hơn mùa hè năm trước, mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm trước, hay là năm nay đạt kỷ lục nóng nhất trong lịch sử loài người, và năm nào cũng như vậy. Thì trước năm 2006 khi nói về khí thải nhà kính, chúng ta chỉ tập trung vào hai mảng lớn, đó là khí thải từ nhà máy và khí thải từ các phương tiện giao thông. Tuy nhiên vào năm 2006, FAO hay là Food and Agriculture Organization công bố một bản báo cáo rất quan trọng có tên là Livestock Long Shadow, phân tích về việc chăn nuôi liên quan như thế nào đến vấn đề này. Họ chỉ ra được là 9% lượng khí CO2 trong không khí đến từ việc chăn nuôi, 37% lượng khí methane trong không khí đến từ việc chăn nuôi, và 65% lượng khí NOx trong không khí cũng đến từ việc chăn nuôi. Vậy thì ở đâu ra những con số lớn như vậy mà trước năm 2006 không ai biết? Tại vì vào năm 2006, trong báo cáo đó họ mới chỉ ra được rằng việc chăn nuôi liên quan trực tiếp đến ngành trồng trọt để tạo ra lương thực cho chăn nuôi, và nó liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển các sản phẩm từ động vật đến với người tiêu dùng. Đó là chưa kể đến nguồn năng lượng chúng ta sử dụng cho máy móc thiết bị để phục vụ cho việc nuôi trồng. Và việc chăn nuôi sử dụng rất nhiều nước. Chúng ta đang lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng ở trên toàn cầu, và Việt Nam là một trong số đó. Nhìn tưởng đâu Việt Nam có nhiều sông suối, nhưng không, chúng ta vẫn đang thiếu nước nha. Và 1/3 lượng nước ngọt trên thế giới sử dụng cho việc chăn nuôi. Nếu mà bạn không biết được nó lớn như thế nào á, thì tưởng tượng một miếng hamburger cần lượng nước bằng với lượng nước cho một người tắm trong 2 tháng. Vậy thì việc chăn nuôi có ảnh hưởng rất lớn và rất tiêu cực đến không khí, đến nguồn nước và đến rất nhiều mảng khác nữa, nhưng nó lại không đem lại giá trị quá lớn về mặt sức khỏe. Và đó cũng là lý do thứ hai tại sao mình chuyển sang ăn chay, vấn đề về sức khỏe. Nhiều người lầm tưởng ăn chay sẽ thiếu chất, đặc biệt là chất đạm, tại vì chúng ta được dạy là chất đạm đến từ thịt, cá và trứng. Tuy nhiên, chất đạm được tìm thấy ở hầu hết các loại hạt và đậu và trong một số loại rau củ khác, nhưng mà mình sẽ nói cụ thể hơn về nghiên cứu của một video khác. Thì có rất nhiều nghiên cứu khoa học và báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng những người ăn chay có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn rất nhiều lần so với những người bình thường. Mình vừa nghe được thông tin từ BBC một vài tuần trước, đó là ở hai hòn đảo ở Italy và Morocco, nơi mà mọi người chủ yếu là ăn chay á, thì tuổi thọ trung bình của họ cao hơn bình thường. Liên quan một chút đến đại dịch Covid lần này, thì nếu bạn nhìn rộng ra, Covid-19 là một trong số những loại bệnh dịch mà nguyên nhân là việc lây nhiễm virus từ thú sang người, hay trong tiếng Anh còn gọi là zoonotic disease. Có lời đồn bảo là một người ở Trung Quốc ăn súp dơi và bị mắc bệnh. Thì mình muốn nói thứ nhất, đó là thông tin chưa xác nhận, chúng ta nghe thôi đừng tin. Thứ hai, kể cả nó có thật, nó chỉ là một trong số rất nhiều zoonotic disease mà bạn có thể nghe qua hoặc là đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi. Cụ thể, H5N1 đến từ gà hay là chim, H1N1 đến từ heo, mad cow hay bò điên đến từ bò, và các loại virus khác như Ebola và SARS đều là zoonotic disease. Ý mình muốn nói ở đây là zoonotic disease càng ngày càng khó phỏng đoán và càng khó kiểm soát, cho nên việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật chỉ làm tăng khả năng lây nhiễm các loại virus này đến con người, và hậu quả thì các bạn đã thấy. Lý do thứ ba đó là về quyền động vật. Mình thấy cái này khá là khó nói, tại vì nó rất cá nhân và nó liên quan tới giá trị sống của mỗi người nữa. Rõ ràng là chúng ta sinh ra và lớn lên trong môi trường mà ai cũng ăn thịt các loại động vật khác là bình thường. Tuy nhiên, mình nghĩ lý do chính là vì chúng ta không thấy được bằng mắt. Cái việc
sản xuất thịt trứng và sữa như thế nào. Mình thấy rất là vô lý khi mà có một con chó hay con mèo nào đó bị đối xử tàn nhẫn hay bị thương á, đăng lên trên mạng thì ai cũng cảm thấy tội nghiệp và đáng thương cho những con vật đó, và bức ảnh đó chắc chắn sẽ gone viral. Nhưng lại không có những bức hình như để chỉ ra được heo hay bò cũng như vậy. Và heo hay bò khi trước khi vào nhà mổ, nếu mà bạn nhìn được những bức ảnh hay video thu lại ấy, thì bạn sẽ thấy nó rất là đáng thương, gương mặt của nó cũng sợ sệt. Và đó là chưa kể nếu mà bạn nghe tiếng gào thét của chúng nó trước khi vào nhà mổ nữa thì mình không chịu được. Và lý do cuối cùng đó là về vấn đề xã hội. Bạn chắc chắn đã từng nghe đến nạn đói hay là tình trạng thiếu nước sạch ở châu Phi, ở Ấn Độ hay là kể cả ở Việt Nam. Thì nếu bạn lấy giấy bút ra tính toán thì sẽ thấy được nó vô lý cỡ nào khi mà ở các thành phố lớn chúng ta ăn uống phí phạm, nhiều người bị béo phì thì trẻ em ở châu Phi lại không có gì để ăn. Ví dụ cụ thể, để tạo ra được 5 lạng thịt bò chẳng hạn thì bạn cần ít nhất 1,5 kg lương thực và 7 lít nước, hơn 7 lít nước để cho bò uống thôi, chưa kể lượng nước sử dụng để tạo ra lương thực nữa. Vậy thì bạn cứ tưởng tượng cái lượng nước đó, lượng lương thực đó sẽ cứu được bao nhiêu người. Nói tóm lại, mình biết là những thông tin như thế này rất là mới và nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, bởi vì nó đi ngược lại hoàn toàn với những gì bạn đã biết trước đó. Mình muốn nói là một năm trước mình nói với bạn mình là ta sẽ không bao giờ thật sống thiếu thịt bò, thịt bò là cả cuộc đời của tao. Nhưng mà sau một năm khi mà mình nghe những lập luận logic và đọc những báo cáo khoa học thì mình bắt đầu đặt câu hỏi. Thay vì cứ ăn và cứ hành động như thói quen thì mình giờ nhận ra là tất cả chỉ vì chúng ta đã quá thoải mái với cuộc sống hàng ngày. Cho nên mình hy vọng video này sẽ bắt đầu gieo những câu hỏi và làm cho các bạn cảm thấy tò mò hơn một chút, để tìm hiểu, để điều chỉnh hành vi của mình cho một trái đất xanh sạch đẹp hơn và cho một xã hội khỏe mạnh hơn. Vậy nên chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video khác.